ta gọi là Mộc Thần. 18 năm trước, ta trọng sinh đến thế giới áo giáp chiến sĩ. 18 năm sau, có được Hắc Ám Đế Vương giáp. Cách thao tác của Mộc Thần lại một lần nữa hỗn loạn rồi. Áo giáp tiểu đội và phán đoán của ảnh rời thế lực. Bắc Miểu vừa tỉnh lại, một lần nữa bị đả kích tinh thần. Trời ơi, cuối cùng có thể nhìn thấy rồi. Áo giáp chiến sĩ người triệu hoán chân diện mục thật sự rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ là không nghĩ tới Hắc Tê giáp người triệu hoán lại là một vị công ty lớn quản lý cấp cao. Xem ra áo giáp chiến sĩ người triệu hoán cũng là có thân phận xã hội khác nhau. Ba ha 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 ha. Cười chết ta rồi. Đường đường là áo giáp chiến sĩ lại có thể bị dạ tè ra quần. Tuy rằng thật sự rất buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại cũng bình thường. Nếu xuất hiện hai con cự long trước mặt ta, ta phỏng chừng biểu hiện của bản thân cũng sẽ không tốt hơn Hắc Tê giáp bao nhiêu. Nói đến hai con cự long này, chủ nhân của bọn họ thế mà đều là Hắc Ám Đế Hoàng. Ta muốn nhìn thấy là Hắc Tê giáp người triệu hoán chân diện mục sao? Thứ ta muốn nhìn thấy chính là Hắc Ám Đế Hoàng người triệu hoán cơ. Bắc Miểu lật xem một chút về tin tức ngày hôm qua bình luận, còn có đoạn chat tin tức nhóm người trong công ty, hắn liền đã tức giận đến mặt đỏ tía tai. Khốn kiếp, ta cái thảo nguyên rộng lớn, chuối chung, ngươi kẻ dứa thẻ đen, nhất định đừng để ta biết là ai đem tin tức này truyền ra. Nếu không, Đông Sơn nhóm người vừa phải nén nhịn cười, đồng thời trong lòng âm thầm vì phóng viên Tiểu Tùng cầu nguyện, hy vọng Tiểu Tùng có thể trốn qua một kiếp này đi. Ồ, ta biết rồi. Mê mông, trong lúc Bắc Miểu lần nữa hôn mê, Mỹ Trân cũng đã nghiên cứu Tiểu Hy. Người biết cái gì rồi? Là khí, khí. Chúng ta sống trong một hành tinh được bao bọc bởi khí quyển. Hành tinh này tràn ngập các loại khí thể khác nhau. Lớp khí quyển tạo ra áp suất khí quyển lên con người khoảng 100.000 PaEK. Con người vì để cân bằng, cho nên sẽ cùng nó tạo thành một phản ứng ngược lại áp suất, đại khái cũng là 100.000 PaEK. Chỗ thèn chốt nhất đến rồi. Đông Sơn và Bắc Miểu trong cơ thể có áp suất lại đều chỉ chưa đến 50.000 PaEK. Tiểu Hy trong cơ thể áp suất tuy cao hơn 50.000, khoảng cách đến 100.000 lại vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Cho nên chính là nói, hậu nhân quang ảnh thôn chúng ta trong cơ thể áp suất nhỏ hơn bình thường nhân loại rất nhiều. Huyết mạch càng thuần túy thì áp suất đó càng nhỏ. Không sai, chính bởi vì các ngươi trong cơ thể áp suất nhỏ hơn người thường, cho nên mới có thể cùng quang ảnh giáp tiến hành hợp thể. Trong giáp chứa đựng năng lượng đặc thù đến từ vũ trụ. Hợp thể sau đó sẽ đem trong cơ thể các ngươi áp suất tăng mạnh. Tăng mạnh sau đó vừa vặn cùng bề mặt hành tinh áp suất khí quyển, hình thành một loại cân bằng. Cân bằng lâu cũng liền hình thành loại thể chất đặc thù này của các ngươi. Cho nên, chúng ta chỉ cần dựa theo áp suất trong cơ thể con người là có thể nhanh chóng tìm được những hậu nhân của quang ảnh thôn. Nghiên cứu xong rồi, vậy chúng ta rời đi thôi. Ê, vậy là đi rồi sao? Ta vừa mới chuẩn bị lại nói chuyện gia nhập đội ngũ đây. Mê mơ, hóa ra Hắc Tê giáp người triệu hoán cùng với Hắc Ám Đế Hoàng người triệu hoán lúc nhỏ là ở cùng một trại trẻ mồ côi. Hừ, ngươi đi tìm được Hắc Tê giáp người triệu hoán Bắc Miểu, vẫn là theo ta trước đó nói, có thể thu phục liền để hắn trở thành người của ảnh giới. Chúng ta và Hắc Ám Đế Hoàng có thù, hắn và Mộc Thần cũng có thù, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà. Nếu như không được, vậy liền giải quyết Hắc Tê giáp trước đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Mộc Thần, ta mệt mỏi quá, ta nhận thua còn không được sao? Vậy là không được sao? Ta còn muốn đánh thêm chục ván nữa kia. Vậy không bằng ngươi nói với ta đi, với cái tên Bắc Tam Thủy gì đó là quen biết như thế nào đi. Được rồi, vậy ta nói với ngươi, nghe vậy. Thực ra quen biết hắn hoàn toàn là trùng hợp. Lúc ta còn nhỏ, cha mẹ ta liền gặp chuyện không may rời khỏi nhân thế. Sau đó, bởi vì trại trẻ mồ côi viện trưởng và cha mẹ ta có quen biết, liền thuận lý thành trương đem ta đến trại trẻ mồ côi, cùng những đứa trẻ trong đó cùng nhau trưởng thành. Bắc Tam Thủy cũng là một trong những đứa trẻ đó. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là ghen tị ta đẹp trai đi, luôn luôn ở các phương diện tìm ta gây chuyện. Lâu dần, chúng ta liền trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng bởi vì ở trong trại trẻ mồ côi, cho dù là viện trưởng hay là những đứa trẻ khác đều thích ta hơn một chút, cho nên hắn tuy rằng nhìn ta không vừa mắt, lại chẳng làm gì được ta. Sau đó thì sao? Sau đó, kỳ thực rất bình thường. Bắc Miểu tuy rằng muốn tìm ta gây chuyện, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội. Cuối cùng có một cặp vợ chồng nhận nuôi Bắc Miểu. Bắc Miểu rời khỏi trại trẻ mồ côi không lâu sau đó, ta cảm thấy ngày ngày ở trại trẻ mồ côi quá thì nhàm chán, liền nói với viện trưởng một chút, cũng rời khỏi trại trẻ mồ côi. Vậy à, được rồi, tiếp đó nên tiếp tục nghiêm túc rồi. Đừng đừng đừng, ta còn muốn biết thêm. Ngươi còn muốn gấp gáp như vậy sao? Được rồi, đã người đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí nữa nha. Khốn kiếp, Mộc Thần, phóng viên, các ngươi đều mẹ nó ngại thay ta. Rõ ràng trên những bản tin được phát hành ra, ta đều không có ghi chú tên của mình. Chẳng lẽ là Đông Sơn bọn họ đem ta bán đứng rồi? Biết sớm như thế, liền đem thân phận con người của bọn họ cũng công khai ra. 36 kế, chuẩn là thượng sách, mau chuồn thôi.
Chậc chậc, tên này đang tìm cái gì vậy? Dám nói chủ nhân ngốc nghếch, đã như vậy, vậy liền bất kể cái gì thu phục hay không, trước đánh hắn một trận rồi nói sau. Bắt con, người chết chắc rồi. Hắc tề giáp, Henshin. Huynh đệ, do kinh phí có hạn, sản xuất không dễ, cộng thêm vận chuyển, làm chuyện. Ta đã đem video phần sau đặt vào góc trái phía dưới video trong tiểu trình rồi. Nhấn vào góc trái phía dưới tiểu trình là có thể xem trước rồi. Cảm tạ các vị huynh đệ ủng hộ và thông cảm. Phần sau ngốc nghếch sẽ đẹp mắt.